Trên bao những thông tin chen nhau đi một hàng, người đàn bà hờ hàng, xong đến chuyện người thì nơ nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự thằng đàn khóc lóc về chuyện tình dơ dàng, lên báo hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau a a a a. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi, và màn hình TV đêm ngày trông trọt vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem mơ. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào, chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây thì đến vào đây, không có gì thì mình sẽ muốn đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm bờ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi, và màn hình TV đêm ngày trông trọt vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem mơ. Ôi thật bất ngờ, không còn xa. Ngày vội vàng đi qua, câu chuyện ngày...